À, mai mai anh làm máy tự động rồi gì, thế là ok đó, bởi vì là nguyên tắc là phải có nước anh nhá, không có nước là không được đâu. Đây này, đột nó căng rồi, vỡ cả cả máu rồi, không bay được. Đây này, dính đây luôn này, đấy là chảy máu rồi. Cố gắng là chuẩn bị đầy đủ rơm cỏ ủ, cây ngô ủ cho bò vào mùa đông, không là ăn đòn đấy. Đấy, bác thấy không? Bấm bột phát là xong, rất là nhàn. Và bác ấy không chảy máu tí nào luôn nha. Đây, có chảy máu tí nào không? Không có chảy máu tí nào luôn. Đấy, bác thấy không? Nhàn không? Không không kịp kêu đau. Cẩn thận không? Đây các bác này. Đây mình đang chạy chỗ chỗ đoạn này là tổng bao nhiêu con là anh luôn nhỉ? 14 con à? Muỗi như rươi luôn các bác, ở đây ngoài cánh đồng. Muỗi như rươi luôn này. Đây này, đấy có thấy không? Đây toàn muỗi nó bay đấy. Đây phải mắc màn. Không mắc màn là nguy hiểm lắm. Này là anh làm giun sán với ký sinh trùng đồng máu chưa hả anh? Em làm hết rồi anh ạ. À làm hết rồi, ok rồi. Mỗi hôm nay bắn thôi. Cái này là anh cho uống nước kiểu gì đấy? Mai em làm máy tự động. À mai mai anh làm máy tự động rồi gì? Thế là ok đó, bởi vì là nguyên tắc là phải có nước anh nhá, không có nước là không được đâu. Lần đầu tiên là nuôi bò 3B à anh? Vâng, lần đầu tiên đấy. Lần đầu tiên hả? Đây bác này, anh ấy vừa bắt bò này được 20 ngày nhưng mà giá hơi căng, giá hơi căng 26 triệu một con như thế này, nhỏ nhỏ quá. Bắt đầu cái nó mới lên đây ạ, thì hộp vẻ nó ngon lắm. À nó cứ gầy anh. Vâng. Vâng, anh nhớ là phải làm, nói chung là phải cho uống nước đầy đủ anh nhé, vâng. thì nó mới ăn được. Để thử thử bắt người. Con này đã khỏe mấy ạ. Vâng. Muối đội cỏ như em vẫn đang cỏ dại. Dạ. Muối nhiều quá. Muối nhiều quá. Này giai đoạn này là anh bổ sung thêm cái canxi bo vào. Cái canxi bo vào nó để nó tạo khung nó tốt. Này nhằm bắn cho cái loại rơi tầm khoảng 400 ngày đến khi xuất luôn của muỗi nhiều quá đấy, muỗi như rươi này, đây toàn muỗi hết rồi. Đốt này sao chịu được đây này, đốt này là sao chịu, bò chịu được. Cái này là phải mắc màn cho nó đi, chuẩn bị là thời tiết là nó lạnh rồi ấy, mắc màn nó không ảnh hưởng gì đâu anh. Ở đây giữa đồng này nó không cũng không, không ổn lắm. Con cái này thì em mua rẻ tí. À, không nghĩ con cái thì nó rẻ, còn những con đực này thì nó đắt. Con cái này là 18 năm vâng. Chở 3B. À chở à. Thế con đấy là chở 3B rồi gì ạ? Cái con man kia là con đấy có chở không? Con này được 4 tháng rồi ạ. 4 tháng rồi à? Con đấy này là nhưng mà con này lứa đầu em không thả 3B. dạ ok không thôi em không quan trọng 3B giai đoạn đầu đâu, lứa đầu đâu, nhưng mà con này thì khung sườn to đấy, anh kể cả anh thả 3B cũng được mà, Vâng, con quan này trọng là cái căn chỉnh dinh dưỡng ấy, để cố đi căn chỉnh dinh dưỡng ấy, vâng. làm sao là đừng có cho nó đẻ nó con to quá là được. Con này là mua bao tiền anh? Con này cơ, vâng, con này thì em mua nó nuôi nó từ nhỏ có hơn 10 triệu đấy. Hơn 10 triệu. Con này là mua 18 triệu. Vâng. Về mình tự phối à? Không, nó họ ấy phối cho mình ạ. Họ phối cho mình nhỉ? Thì vâng. họ đảm bảo về về cái chữa chữa không ạ? Cái tinh. Ờ. Nó đảm bảo em là bắn 3B. Đảm bảo bắn 3B. Chữa 6 tháng.
Này là anh có cỏ không? Dạ có anh. Cỏ này là anh cắt ở đồng nhưng mà anh có trồng được ít cỏ đâu? Có anh, bây giờ nó mới lên được mét. Mét à? Thế sắp tới là ở đây có chỗ nào trồng ngô thứ không? Em cỏ có, em đang liên hệ đi lấy về. Vâng, anh phải lấy về để Em lấy về em ủ cho. cho bò này vào mùa đông. Bây giờ ở đây thì nhiều rơm ấy, anh tích rơm mà đi. Vâng, em có. Mùa đây là bắt đầu thích. Đấy, tích thật nhiều rơm vào cho em. Đây. Tích nhiều rơm vào cho em. Cái này rồi đúng không? Ô thì cái này anh không buộc ra mà. Em không, nó cứ lứt là đã lớn lên nó ấy, nó chặt mũi, nó bắt đầu xuất hết mũi rồi. Em buộc cổ. Bộ cổ này cẩn thận bác nhé, nó chỉ còn vắt sang bên kia là có thể là chết bò đấy. Này anh có thể là bấm mũi vào. Bấm mũi và béo ăn. Nói chung là như bọn bò bên này thì có thể bấm được rồi. Kể cả bò này em bấm được rồi, anh bấm mũi vào cũng được, chẳng sao cả. Bấm bây giờ thì bao nhiêu con anh nhỉ? Đâu, cái đấy thì nó mới nhiều mà anh. Cái đấy thì có 10 hơn chục nghìn cái vòng mũi à. Anh có ma đồ không? Có gì làm luôn cho em được. Đằng nào tiện này. Thế thôi làm luôn cho anh luôn. Giúp em cái. Đây là cái vòng mũi thì nó rẻ bèo cái vòng mũi nhựa ấy. Vâng, anh xem này giúp em luôn. Mỡ nữa là đầu tiên nuôi ba bê. Dạ, anh vào anh kéo kéo hộ bạn ấy đi. Để cho bạn ấy bấm cho nhanh. Nhìn bác này, mình tưởng là nhiều tuổi rồi nhưng mà bây giờ là còn ít hơn mình mấy tuổi cơ. Nhìn già dặn. Ai cũng vất vả bác ạ. Em vất vả lắm, em chật vật từ xưa đến từ cái Dạ. ngày bắt đầu lớn lên. 14 tuổi đã phải vào miền Nam rồi. Dạ. Anh nuôi bò lại được lâu chưa? Bò trước thì em được cũng nuôi né đấy. À, tức là nuôi trâu ạ. Vâng, À. cứ bắt cái loại né be be kìa, Vâng. về là em hồ trên mạng. Vâng, nhưng mà có lời không? Cũng kiếm được Cũng kiếm được đúng không? 7 triệu một con. 7 triệu con. Gột lên là bán những cái dòng ngé nhỏ nhỏ này đúng không Vâng, vậy là hồi đến Tết đấy. ạ? Gột đến Tết ông bắt đầu họ vào họ mua cho mình để về thịt đúng không? Còn cái hàng này sau này nó mà được xuất thì anh giúp em đầu ra được không? À, cái đấy thì em sẽ cho số điện thoại của một những cái mối mua bò đấy. Vâng. Những cái mối bò thịt đấy thì anh tự liên hệ với họ rồi giá cả như thế nào. Mũi nhiều quá, cái này khổ thân với bò này sao ngủ được. Đây này, đốt nó căng rồi, vỡ cả cả máu rồi. Không bay được, đây này, dính đây luôn này. Đấy, chảy hết máu rồi. Cố gắng là chuẩn bị đầy đủ rơm, cỏ, ủ, cây ngô ủ cho bò vào mùa đông không là, là ăn đòn đấy. Không có cỏ là mùa đông là ngất ngú luôn đấy, chết ngắt luôn đấy. Ok, cái đợt đợt này em vào cái bọn này thì nó thỉnh thoảng nó cứ chảy nước mũi với nước mắt làm sao ấy. Như bọn này cứ đờm mũi với nước mắt. Dạ, có thể là nó thay đổi thời tiết rồi tụi trùng mãn tính nó đánh vào, hoặc là có thể là gặp cái trường hợp bị viêm phổi nó cũng đánh vào. Em vừa mới vào tự biết trùng với này Vâng. năm ngón là mồm cách đây 2 ngày. Rồi, ok, tốt rồi. Tốt. Vì mùa đông thì nó sẽ hay bị cái lở mồm long móng ấy. Anh làm Giờ vậy nó giờ sẽ tốt. cám của em đang ăn 1 cân phải ít mà. Thôi thế được rồi. Đối giai đoạn này em chỉ cần cho ăn 1 cân thôi, không cần nhiều đâu. Nhưng mà em cần nó bổ sung thêm khoáng để nó bổ nó phát triển khung lên đây. Như thằng này ăn quậy lắm. Vâng. Bổ sung thêm khoáng vào để nó phát triển bộ máy tiêu hóa, phát triển khung rồi phát triển hệ cơ các thứ. Con cọp này nó ăn kinh lắm. Ăn no này là ok, con này nhìn con nào con đó ăn no này là ok, bụng nó đùng kia quá tốt. Cỏ này thì cái 21 rồi, là cái cỏ kia mình trồng nó chưa được như theo Vâng. yêu cầu mình cắt. Ông cỏ này là còn dinh dưỡng còn tốt hơn những cỏ kia. Vâng. Em lại cứ tưởng cỏ kia. Không, những cái dòng cỏ dại này như thế bác là nó còn tốt hơn,
ngon hơn so với cỏ kia. Và bác cứ để ý là trâu bò chỉ cần nó đi nhặt cái cỏ đồng ấy thôi, nó sẽ béo hơn so với lại cho ăn nguyên cỏ voi nhỉ. Nhưng theo anh như là bây giờ thì mình đóng khung luôn hay là cứ cho ra sân chơi tối vào? Cho ra sân chơi tối vào sẽ rất là tốt, nó sẽ phát Đang đang muốn đưa quy hoạch được về được đấy là được em cho ra chơi. được 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 anh cũng được, bởi vì là thứ nhất là khi anh bắn cái hormone này nó cũng tránh cái hiện tượng nó nhảy nhau là một này, vậy là anh có thể thả chung được. Ba bốn cái đàn to này nó mà tôi chừng lại thôi thì Dạ, đã phá lắm bắn xong rồi. nó hiện ngay rồi, nó ăn uống tốt hơn và tốc độ sinh trưởng phát triển nó tốt hơn. Giai đoạn này thì không cần cám nhiều đâu anh, Em đang 1 cân. không cần cám nhiều đâu. Em bảo rồi, chủ yếu là bổ sung thêm khoáng kia các thứ vào, vitamin vào, vitamin AD ấy. Rồi bổ sung nấm men thứ vào giúp cho nó hệ tiêu hóa, hệ cơ xương, hệ khung phát triển nó tốt. Rồi tiện bấm mũi luôn. Anh cho kim không ạ? Có kim kia anh có, anh có cái bộ ấy. Này à? Không, không kim đấy có phải kim lúc sáng mình bán ăn đấy. Không, cái kim lúc sáng là mượn của mượn bánh đấy. Là đấy. Anh có cái kim bấm lên cho cái đấy không? Ủa, kiểu phô cái kẹp đấy không? Được không? Không nhìn thấy à? Đấy, tưởng được. anh không được. Đấy chưa được rồi. Nhanh nhỉ, 1 giây, chưa đầy 1 giây bấm xong mũi một con bò. À, tiện vào làm cho chạy luôn đấy, anh em còn chưa được ăn uống gì cơ, còn này chưa ăn gì cơ. Đấy, có vòng đẹp luôn. Đây con này. Thôi lúc làm sau bắn con nào làm con đấy đi. Thôi lông dân mà bác, thế nên là cố gắng thôi. Sợ luôn. Em mới sợ vào mạnh tay quá. Sao ạ? Sợ vào ác quá. À, không sao. Đối với thời điểm này giá giống như này thì cũng không sao đâu anh. Em sợ sau này cái đầu ra. Cái vấn đề đó nó bác đừng có lo, vì sang năm sợ không có bò bán đâu. Này phải rơi vào tầm tháng 8 năm sau anh nhỉ. Dạ. Cái này thì anh cứ, nếu mà anh làm bên này là anh thả được ra thì nó sẽ rất là thoải mái và nó được chạy nhảy á, phát triển hệ khung xương, Em đang mọi thứ xuống tốt. bọn rồi em cho ra hết đây. Đấy đấy, rồi. Rồi đi cho Ok, bạn. tốt. Tốt đó. Nói chung là nó ra vào tự do, không quan trọng. Hoặc là đêm cho vào cũng được. Nhàn chưa bác? Chưa các cô cứ phải cái gót xe xiên khổ. Ở nhà đâu bây giờ là người ta chỉ làm 1 giây thôi, và không không ngày xưa là không, tức là ngày xưa là có một người là chuyên để đi xin mũi bò này, phải mất bữa cơm cho họ đấy, thậm chí mất vài chục nghìn nữa cơ. Cứ phải vót mũi che xong rồi Xịt đi, không xịt mũi à em? Xịt đi hả? Chưa kịp tê. Nó xịt vào để cho sát trùng em. Nguyên tắc là đã can thiệp mà vết thương hở là phải sát trùng. Đó, cái này nó rất là nhàn. Kể ở sau này cái này lắm lúc là nó sẽ bị tụt cái lẫy. Thì lúc đấy là có thể là bị tụt cái kia này, thì mình có thể buộc chặt cái thứ vào đấy được, hoặc là có cái gì vào đấy cũng được, không sao cả. Cái này thì đến cả năm sau. Năm sau thoải mái. Bọn bọn bên này nó còn hiền, mấy thằng bên này nó Dạ. kinh khủng. Bác phải bấm mũi như này thì nó mình quản lý con bò nó dễ này.
mình tiêm chọc hay là dắt mũi hay là làm gì nó thì cũng rất là nhàn, em chưa cực kỳ con nhàn đâm con thứ hai. Thế hôm nay cho hết đâm luôn, cứ đâm em. Còn hai con này của tuộc ra là đâm nhau. Cái này là anh làm cái này là nó chỉ cần nó vẩy nhẹ phát ra là nó chui nó tụt ra ngay đúng không? Làm lỏng như thế này mà. Không phải đâu, nó ăn no đấy, bởi vì ăn nhiều cỏ, giai đoạn này nó ăn nhiều cỏ thì ăn no đấy. Vâng, ăn được, nó đấy là nó lo đấy. Giai đoạn này là giai đoạn phát triển hoàn thiện cái dạ cỏ và dạ tổ ong. Đấy, chính vì vậy giai đoạn này cần bổ sung càng nhiều đó là cỏ càng tốt để phát triển cái bộ máy tiêu hóa, phát triển hệ dạ cỏ đây. Wow, ăn kinh lắm đấy bác, không phải đơn giản đâu. Cứ ngày của em bây giờ mình quân 3 xe lôi cỏ. 3 xe lôi cỏ. Bác hai anh chị cũng chịu khó ấy. Đấy, bác thấy không? Nhà. Bột phát là xong. Rất nhà. Và bác ấy không chảy máu tí nào luôn nha. Vâng. Đây, có chảy máu tí nào không? Không có chảy máu tí nào luôn. Vậy là mai buộc sừng luôn luôn. Hay là để một thời gian. Để có rơi một tuần này. Thì bắt đầu nó liền lại cái mũi. Lúc đấy anh buộc là ok. Với này sắp tới thì anh bảo là thả mà không quan trọng cái đó đâu. Mà đang sửa dọn mà mai của ngày kia em cho ra để em làm máng uống nước cho nó. Làm máng uống nước để động nước. Mà bây giờ anh trồng được bao nhiêu cỏ đâu? Gần 3 mẫu. 3 mẫu cỏ. 3 mẫu cỏ là thoải mái nuôi bọn này rồi. Thoải mái nuôi bọn này rồi. Bác ơi phải đẩy bọn kia nó đấy, khi bắn xong là nó có cái thuốc ở trong đấy nó phồng lên, phồng ở trên tai đây này, nó phồng trên tai này. Cái phần trăm tụt của nó nhiều không? Dạ. Cái phần trăm tụt gì à? Tụt hormone. Không bị tụt hormone đâu anh, sao tụt được? Trừ khi mà giả sử như là nó hút nhau mà nó vẩy hoặc là nó cọ kinh quá thì nó mới tụt thôi, chứ còn cái tỷ lệ tụt hầu như không có đâu. Không có. Lại anh đến tối quá, đến ban ngày thì nó đông nó sáng. Vâng. Bác biết là đây là trại thứ tư em đi rồi đó. À, trong ngày nay đấy. Vâng, trong ngày hôm nay đó. Trại thứ tư em đi rồi đấy. Em chạy từ Hà Nội, một trại ở Hà Nội này, xong bắt đầu chạy về Hưng Yên này, xong rồi chạy về đó là Hương Hà, bắt đầu chạy xuống Tiền Hải này. Đó, lúc đó em lại phải về Phủ Lý, em thuê khách sạn ở trưa hôm nay, thuê khách sạn đó rồi. Em cứ dối xem video của anh. Dạ dạ. Đấy bác này, cách bắn này nó rất là đơn giản thôi bác. Bấm vào đấy, rất dễ không? Bắn loại 400 ngày thì đến khoảng được khoảng 14 tháng. Nào. Không ăn được đâu. 14 tháng. Mỗi ngày là em cứ cho ăn cám uống nước quen. Nào, tức là nó mình cho ăn cám uống nước ấy để cho nó bổ sung nước vào. Hạn chế bơm nước cho uống. Dạ. Bác nhìn nhân viên mình thao tác này. Nói chung là chỉ một giây, chưa đầy một giây đâu là bấm xong lên cái mũi. Đấy, bấm hộ bác rồi đấy. Bán một cái này là 15.000, là bấm hộ cũng 15.000 đấy. Cái kìm này thì bấm nó nhàn. Bây giờ cơ bản nó sản xuất ra những cái loại kìm như thế này nhàn lắm. Đây có cả kìm bấm tạo lỗ này. Tức là khi giả sử như là mình không muốn là bấm cái vòng nhựa này ấy, mà mình xỏ dây, hoặc là giả sử như là có những cái vòng hợp kim như này chẳng hạn, chống gỉ như này chẳng hạn, mình lắp vào. Mỗi tội cái này nó đắt thôi, cái vòng hợp kim này nó đắt mấy chục nghìn cái, còn cái loại vòng nhựa này nó rẻ.
loại này bấm nhanh, bấm bụp phát là tạo lỗ, xong bắt đầu rút cái dây chạc qua hoặc là xỏ cái khuyên mũi này vào, thực sự nó sẽ rất là nhanh. Nhưng mà thực sự cái loại này là cực kỳ chuẩn luôn. Vâng, con này nó làm đến cả từ Bắc vào miền Trung cái thứ rồi. Đấy, hôm nay là đi 3 tỉnh, 4 tỉnh rồi anh. Hôm nay đi 4 tỉnh rồi, đến mai là sẽ đi rơi tầm khoảng 4 tỉnh nữa, là khoảng 8 tỉnh. Cái này nó có cái lẫy rồi, các bác chỉ cần nó là luồn vào. Đấy, có thấy không? Nhà nó không kịp kêu đau. Không kịp kêu đau luôn. Đó, xong rồi, nhanh. Nói chung là bò nhốt khung này làm thao tác nó nhanh lắm, nó không như là bò thả rông. Một số trại đi vào bắt được từng con vào một nó vất vả lắm. Dạ. Rất là nhàn luôn. Rồi, ok bác, hôm nay review cho bác một cái mô hình chăn nuôi bò lông hộ thôi, nhưng mà sợ là vào nhìn thấy cỏ nhiều như này, đầy đủ, đầy hết máng như này là quá tốt rồi. Cám cho ăn cám là một chuyện, nhưng mà cỏ này cho bò ăn đầy đủ là một chuyện khác.